Tin nóng bóng đá, Man United hứa hẹn trở lại đỉnh cao. Tin vui cho các cổ động viên Manchester United khi tân giám đốc thể thao, Jan Asw, vừa gửi thông điệp đầy hứa hẹn. Ông cam kết sẽ mang lại thành công cho câu lạc bộ, mặc dù thừa nhận rằng huấn luyện viên Erik ten Hag và các cầu thủ đã thi đấu dưới kỳ vọng trong một thời gian vừa qua. Asw nhấn mạnh rằng thành công không thể đến ngay lập tức và cần thời gian để xây dựng. Ông sẽ làm việc cùng giám đốc điều hành Richard Arnold, giám đốc kỹ thuật Jason Wilcox và giám đốc chuyển nhượng tạm quyền Christopher Vivo để tạo ra một cấu trúc hỗ trợ tốt nhất cho huấn luyện viên Ten Hag và các cầu thủ. Our Vise, Manchester United vẫn là một trong những câu lạc bộ lớn nhất thế giới nhưng thành công thực sự phải trở lại đỉnh cao trên sân cỏ. Chúng tôi sẽ không nghỉ ngơi cho đến khi đạt được điều đó. Manchester United được cho là sẽ đem hai cầu thủ đã gây ấn tượng trong giai đoạn tiền mùa giải đi du học. Erik ten Hag đã tìm cách trao cơ hội cho nhiều cầu thủ trẻ trong hai trận giao hữu đầu tiên của Manchester United tuần trước. Họ đã thua Rosenborg nhưng đã đáp trả bằng chiến thắng 2-0 trước Rangers với các bàn thắng của Amad Diallo và Joe Hugill. Đáng chú ý, Hugill vào sân từ băng ghế dự bị và gây ấn tượng khi tung ra cú sút trái phá vượt qua sự truy cản của thủ môn sau đường chuyền của Maxi Oyedele. Theo Manchester Evening News, hiện tại tiền đạo này dự kiến sẽ được cho mượn cùng với thủ môn trẻ Radek Vitek, người đã ra sân trong trận đấu với Rosenborg và được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất trận. Kết thúc những đồn đoán về việc Kevin De Bruyne chuyển đến Saudi Arabia, huấn luyện viên Pep Guardiola khẳng định tiền vệ người Bỉ sẽ tiếp tục gắn bó với Manchester City ít nhất đến hết mùa giải năm 2024 đến năm 2025. De Bruyne từng là mục tiêu săn đón của nhiều đội bóng tại Saudi Pro League, đặc biệt là Al Hilal. Họ sẵn sàng chi mức lương hấp dẫn và phí chuyển nhượng cao để có được anh. Tuy nhiên, Guardiola đã khẳng định cầu thủ 33 tuổi này vẫn là trụ cột trong kế hoạch của ông. Nếu không gặp chấn thương, De Bruyne sẽ tiếp tục là động lực cho Manchester City ở mùa giải mới. Guardiola cũng tiết lộ rằng Manchester City không có kế hoạch mua sắm lớn trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này. Ông nói, Kevin sẽ không ra đi. Chúng tôi có thể sẽ giữ nguyên đội hình hiện tại trong mùa giải mới với 85-90% khả năng. Huấn luyện viên người Tây Ban Nha cảm thấy hài lòng với chất lượng đội hình hiện tại và nhấn mạnh rằng mỗi vị trí đều có những cầu thủ không dễ thay thế. Trong một buổi phỏng vấn mới đây, Karim Benzema đã chọn Vinicius Junior là ứng cử viên sáng giá cho quả bóng vàng năm nay. Chủ nhân của quả bóng vàng 2022 tin rằng tuyển thủ Brazil xứng đáng nhận giải thưởng cao quý này. Trong mùa giải năm 2023 đến năm 2024, Vinicius đã thể hiện xuất sắc với Real Madrid, ghi 24 bàn và kiến tạo 11 lần sau 39 trận trên mọi đấu trường. Anh cũng góp phần quan trọng giúp Real Madrid giành La Liga và Champions League. Benzema nhận xét, Vinicius có thể quyết định một trận đấu với sự giúp đỡ của đồng đội. Cậu ấy luôn xuất sắc khi Real Madrid cần, và đó là lý do tôi nghĩ cậu ấy xứng đáng. Trong khi Barcelona chuẩn bị cho mùa giải mới với sự bổ sung đáng giá từ hậu vệ người Catalan, thì thị trường chuyển nhượng vẫn sôi động với những thương vụ đình đám. Adrian Rabiot, tiền vệ vừa trở thành cầu thủ tự do sau 5 năm gắn bó với Juventus, đang là tâm điểm chú ý của nhiều ông lớn châu Âu. Theo bà Veronica, mẹ và người đại diện của Rabiot, quá trình đàm phán với Manchester United đang diễn ra tích cực. Dù Juventus đã đưa ra lời đề nghị hấp dẫn, Rabiot quyết định rời đi để tìm kiếm mức lương cao hơn. Ngoài Man United, Tottenham Hotspur, Real Madrid, Barcelona, Liverpool cũng đều quan tâm đến tiền vệ người Pháp này. Man United đang cần một tiền vệ phòng ngự mới để thay thế Casemiro và Christian Eriksen. Họ đã từng tiếp cận Rabiot trước đây, nhưng không thành công do yêu cầu lương quá cao. Hiện tại, theo bà Veronica, hai bên vẫn giữ liên lạc tốt đẹp và Man United sẵn sàng đáp ứng mức lương khoảng 9 triệu bảng một năm mà Rabiot yêu cầu. Trong một diễn biến khác, tiền vệ Mikel Merino đang muốn tiếp tục thi đấu tại La Liga thay vì quay trở lại ngoại hạng Anh. Anh đã gây ấn tượng mạnh với phong độ ấn tượng trong màu áo Real Sociedad và đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha, thu hút sự chú ý của nhiều đội bóng lớn, trong đó có Arsenal. Huấn luyện viên Mikel Arteta xem Merino là sự bổ sung lý tưởng cho hàng tiền vệ của pháo thủ và đang tìm mọi cách để đưa anh về sân Emirates trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này. Tuy nhiên, Merino đã bày tỏ mong muốn được tiếp tục thi đấu ở La Liga, khiến Arsenal gặp khó khăn trong thương vụ này. Man United hứa hẹn trở lại đỉnh cao. Tin vui đến với các cổ động viên Manchester United khi tân giám đốc thể thao, Jan Asw, khẳng định sẽ đưa câu lạc bộ trở lại đỉnh cao. Asw cho biết thành công sẽ không đến ngay lập tức và cần thời gian để xây dựng. Ông cùng với giám đốc điều hành Richard Arnold, giám đốc kỹ thuật Jason Wilcox và giám đốc chuyển nhượng tạm quyền Christopher Vivo sẽ tạo ra một cấu trúc hỗ trợ tối ưu cho huấn luyện viên Ten Hag và các cầu thủ. Asw chia sẻ, Manchester United vẫn là một trong những câu lạc bộ lớn nhất thế giới nhưng thành công thực sự phải trở lại đỉnh cao trên sân cỏ. Chúng tôi sẽ không nghỉ ngơi cho đến khi đạt được điều đó. Trong khi đó, hai cầu thủ trẻ đã gây ấn tượng trong giai đoạn tiền mùa giải dự kiến sẽ được cho mượn để tích lũy kinh nghiệm. Bên cạnh đó, huấn luyện viên Pep Guardiola khẳng định Kevin De Bruyne sẽ tiếp tục gắn bó với Manchester City ít nhất đến hết mùa giải năm 2024 đến năm 2025, dập tắt những tin đồn về việc anh chuyển đến Saudi Arabia.